tốn gần 10 tỷ cho con đi học trường quốc tế chuẩn UK ngay tại Việt Nam. Mức học phí tại các trường quốc tế chuẩn UK tại Việt Nam dao động từ 35 tới 40 triệu cho một tháng. Một năm thì vị chi là khoảng 400 triệu. Nếu như anh chị cho các bạn học 10 năm thì vị chi là khoảng tầm hơn 4 tỷ. Và bên cạnh đó, nếu như anh chị có hai người con thì chi phí này nhân đôi là khoảng 10 tỷ, chưa kể những cái chi phí về sinh hoạt, ăn uống và những cái chi phí phát sinh khác. Thì anh chị xác định là ít nhất cái số tiền anh chị cần phải dự trù để cho các bạn có thể có một cái môi trường giáo dục chuẩn UK ngay tại Việt Nam thì con số đó là 10 tỷ anh chị ha. Nhưng chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng tầm 4 tỷ thôi thì con cái của anh chị sẽ vẫn được học trường quốc tế theo chuẩn của UK, nhưng mà tại một cái quốc gia châu Âu đang rất là phát triển và có cái hệ thống giáo dục theo đúng chuẩn của Anh Quốc 100% luôn. Và bên cạnh cái việc là con cái của anh chị được hưởng cái nền giáo dục này hoàn toàn miễn phí thì tất cả các thành viên trong gia đình anh chị còn được sở hữu một cái thẻ xanh gọi là thẻ thường trú nhân của châu Âu vĩnh viễn. Nếu mà nói về bài toán kinh tế thì cái phương án lựa chọn này mang lại rất nhiều lợi ích cũng như là cực kỳ an toàn cho gia đình của anh chị. Do đó, những cái anh chị nào mình đang trăn trở tìm kiếm để cho con cái có một cái môi trường giáo dục tốt hơn theo chuẩn của UK thì hãy nhanh chóng tìm hiểu về cái chương trình thường trú nhân Manta anh chị nhé.